Đấy gọi là phá kèo rồi. Đấy là phá kèo. Mày nói ý rồi, mày phá kèo rồi. Tao có lý do để phá kèo rồi. Mày làm sao nhắc tao? Scam đéo rồi, mẹ tại mày với tại tao đúng. Mà thôi kiểu gì tao thắng rồi không sao. Không phải. Dễ đăng status. Thế luôn. Mẹ cái thằng chó luôn. Không chốc được. Chú mày á. Đòi á, bây giờ tìm 462 cộng bao nhiêu? 462 trong đó có cả cộng 196. Là bao nhiêu? 462 cộng 196 là bao nhiêu? 962 cộng 198. À đúng nhầm. 8. 658 chứ.